xe này review sơ cho anh em coi cái xe cũ nha. Anh em lắng nghe tiếng ồn bên ngoài nha. Sau khi mở cửa mình vào trong thì âm thanh được cách âm đến 80% anh em, không còn ồn nữa. Mình có ra lời chia sẻ với anh em là cái độ cách âm của xe này rất là tốt nè. Còn phần nữa là rất là tiết kiệm được nhiên liệu dầu. Đi xe này đỡ hao lắm anh em. 500 ngàn đi mỗi giò luôn chứ không phải đơn giản đâu. Hello, Tâm Tài Xế xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Do hôm nay trời cũng sắp tối rồi, quay sơ sơ cho anh em xem về cái nội thất của xe thôi.